Ngày 6 tháng 8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin một người dân trình báo về việc gặp hổ tự nhiên khi đi sâu vào rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Người này sau đó đã phản ánh đến Ban Quản lý Vườn Quốc gia về việc mình đã gặp một con hổ khi đi thám hiểm du lịch tại đây. Vị trí người này cho rằng gặp hổ tự nhiên ở km 24 trên đường 20 Quyết Thắng, con đường độc đạo chạy băng rừng từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên hai xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo lời kể của người này, khi đi thám hiểm du lịch, anh bất ngờ gặp một con hổ lớn gầm vang. Khi gặp hổ, do hoảng sợ, anh đã leo lên cây cao để tránh bị hổ tấn công và đánh tiếng. Sau vài phút, con hổ cũng lao vào rừng sâu. Người đàn ông này liền bỏ chuyến thám hiểm du lịch về báo lại sự việc gặp hổ với lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thì hàng chục năm nay, Việt Nam chưa ghi nhận dấu hiệu nào còn hổ trong tự nhiên. Nếu trường hợp người nhìn thấy hổ này là đúng, sẽ là một phát hiện động trời cho giới bảo tồn hổ. Vị lãnh đạo này nhìn nhận, hiện chưa thể kết luận là người dân này nhìn thấy hổ, bởi người này không nhìn trực diện con hổ. Theo phản ánh của người này thì mới chỉ nhìn thấy một con thú lớn có bộ lông màu đỏ cam, nặng khoảng 70kg, nhưng chưa thể xác định được là con gì. Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vốn là nơi sinh sống của hổ. Tuy nhiên, việc nhìn thấy hổ trong tự nhiên là điều cực kỳ hiếm gặp. Chỉ qua lời kể của người dân nói nhìn thấy hổ, chưa thể kết luận được có đúng là hổ hay không. Theo Trung tâm Bảo vệ Động vật Hoang dã tại Việt Nam, thì bức ảnh chụp được hổ cuối cùng ở Việt Nam là từ năm 1998. Đã 24 năm, giới bảo tồn động vật hoang dã không thu thập được bằng chứng dấu tích nào của hổ trong tự nhiên. Dù vậy, khi phỏng vấn thì một số người dân vẫn nói có dấu vết của hổ nhưng chưa được xác nhận.